Rồi, hôm nay có duyên lành thái đoàn của chị Jenny với cô Hoàng Anh Hiếu trên Na Linh đến đây thì sẵn thì giới thiệu một dãy này. Ngày xưa lúc mà khai quang cái núi này, mấy con đường này nó không có. Ngay lúc mình ủi núi á, tự nhiên có một cục đá trên núi nó lăn xuống. Là cục này. Lăn xuống thì lúc đó tụi mễ cái nó ăn trưa gì nó cứ ngồi lên xả rác, nó làm dơ burrito tùm lum trên này. Xong có một bữa nằm mơ thấy có một ông thần, ông nói đây là nhà của ông. Lúc đó mình mới biết là cái này là một vị, là một cái nhà của một vị thần. Thì từ đó cũng mới đem về đây đây, nhưng mà ông rất linh thiêng, ai cần tiền cần việc làm gì lại đây. Ổng là thần núi thôi, thần núi có nhiều thần núi lắm nha, không phải một vị đâu. Thì này cũng là đặc biệt, có một cục đá lăn xuống nằm tuốt đẳng ủi mấy đường này ra tròn do cho nên bà con mỗi lần lên cái gỡ miếng đem về. Ông thần tài đó, ông này ông thần tài đó, tài thần tiền, tiền cho nên ở đây có cái viên cục đá vậy rất là linh thiêng. Họ xé cái đó đó, họ xé xé cục đá đó. Nhưng mà chị thấy ngon, cục đá tròn do đẹp vậy mà khi mình ủi đó tự nhiên lăn xuống vậy. Chứ không phải xe ủi nó ủi bể làm sao. Ổng không cho bể, ổng cho lăn xuống. Hay quá. Thì từ đó mới mang ở đây ổng, cái nằm mơ ổng mới nói. Nhưng mà ngược lại á, mình cúng Phật, mình cúng chay. Và ổng cho em biết á là ngài cho những quý vị biết á là cúng ngày 16. Ổng thích ăn rà luộc. Rà luộc với ba chung rượu trắng thôi. Cho nên núi mình á nhiều lúc có măng gà. Cái thằng là thần địa tiên á, là họ ăn giống như mình. Địa tiên. Hoặc đời mình cúng chay tùy theo người mình cúng. Rồi kế tiếp. Đấy, bạch long giới thiệu. Cái này là bạch long. Bạch long là rồng trắng rất là đẹp, khi mình nhìn thấy đó, giống như màu silver chiếu chiếu chiếu. Đánh của bạch long rất là vui nữ. Sống rất là gần với kiệt. Bạch long là một người rất là hiền, một vị thần mà những rồng có nhiều loại rồng lắm. Ở sông cũng có rồng, ở sông trên trời có rồng, trên trời đất có rồng đất. Những vị rồng mà trên núi này mà theo hậu diễn là những vị được cha và chư Phật ấn chứng có chức sắc, cũng như một người dân thường với người làm cảnh sát hay quân đội vậy đó, thì mấy vị này có đó. Thì bạch long rồng nữ nhiều lắm, nhiều chuyện bạch long. Bạch long đang đứng đây. Đây sinh long rồng lửa là nam rất là dũng mãnh, khi còn sống tới ngày hôm nay đứng đây là nhờ vị này cứu kiệt nhiều lần đó. Lỗi uống cà phê hơi ép tim chút. Thì Xích Long là một vị thần cũng được cha ở trên ấn chứng xuống hộ hộ thế gian kỳ này. Xích Long lửa mà mình đầu tiên mình gặp ngài á, mình quả hồn miệng cũng lửa rồi không. Thì cách đây chừng 3 năm một người nhân viên trong hãng gì á đi làm á, cái ông thấy con rồng bự bà tròn bà bự hơn chiếc xe nữa. Bay từ hãng bay ra bay chừng gần 1 phút, ông sợ quá, ông đạo vô ông niệm Phật luôn. Cho nên có lúc những lúc mấy vị hiện ra nguyên hình, có những lúc may, nhưng mà khi nói chuyện gì đó là một vị tướng, nghĩa là khi thu lại lên trời là vậy. Ở đây có mấy tụi phi công á bay lên ngang đây nè là thấy nhiều lắm. Nên mấy vị cho thấy, mấy thằng phi công nó chụp hình nó gửi cho người hoài. Có cái máy hình để trên mạng đó. Đó là đây nè. Đó. Nè. Đó là trên máy á. Tôi ra đó là đó mấy ông rồng á hiện ra cái dấu mà của thượng đế, cái dấu cờ đó. Đây nè. Là mấy tụi phi công á nó bay nhìn thấy hoài. Đây là vua Hùng Vương. Cách đây 3 năm
cúng vô Hùng Vương. Ngày về ngày dẫn một đám quân, mà quân lính của ngài á cũng trật tự lắm. Ngài rất là hiện hữu, chứ không phải những cái tượng, tất cả tượng thờ ở đây là bên cổ Vô Vi là có thiệt. Có nhiều người hỏi sao ông thờ ông Quang Trung hay những vị khác, thì nói chị chưa có tiếp xúc cho nên chị không có thờ. Còn những người vị nào tiếp xúc đều có tượng, còn nhiều hơn nữa. Thì ngày lúc đó ngày về cái quấn khăn màu tím, ngày về ngày nói chuyện thì ngài cũng đang lo cho cái kỳ này nè, cái nước Việt á trở lại ổn định vô Hùng Vương. Đây miếu Sơn Thần. Sơn Thần này núi là có cái miếu của ngài, thì mỗi cái núi á có một ông Sơn Thần, chứ không phải là cùng một ông mà coi hết núi đâu nha. Ừ. Mỗi núi là riêng một vị. Dạ. Ngài Lê Văn Việt. Lê Văn Việt thì ổng cũng đang là giống như chức thủ tướng vậy đó bên cổ Vô Vi. Ừ. Thì rất là power, nghĩa là mấy ông bự mịn bệnh á muốn lên lương lên chức á phải lại ngày này, chứ không phải là ngày là tượng đâu, ngày là thiệt á. Ừ. Đây là ngày Trận Đạo, ai cũng biết ngày Trận Đạo là vua của nước Việt bên cổ Vô Vi á, vua. Thì ngài cũng thường qua Mỹ, rồi xuống Nam Cali, rồi lên đây. Tất cả như mấy ông Việt Nam kêu đó gì, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Nhân Hai, mấy ông mà tự tử á, thì lính của hai ông này hết, lính của ông này, lính của ngài Nguyễn Minh Trực. Nhưng mà dưới mấy ông này, thì mỗi lần núi á, cúng những cái ngày cho Hùng Thiên Sông Núi đó, là mấy ông đó về đầy hết. Mà khi sinh về tướng thì tử về thần, thì mấy vị đó cũng là thành thần đó, nhưng mà thần nhỏ. Còn mấy vị này là thần chức bự. Cũng như Trần Đại Quang á, cũng là bây giờ là nhỏ xíu, cũng là lính dưới ngày này. Bên Vô Cổ Chi á, họ không có tính là bên vàng hay là bên đỏ nha. Họ cứ tính là thằng nào làm tốt thôi à, không tốt bên nào cũng chết hết chứ. Cũng xuống. Cái này sư phụ Kiệt, Đức Thầy. Thì thời xưa thầy sư phụ là bên Tàu, là ông Lão Tử. Thì thầy một kiếp sư phụ là khai thành Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, rồi Lưu Bá Ôn, tức là qua những cái nhân vật mà đóng phim á, đó, bây giờ qua bên Việt Nam đóng phim hết đó. Là sư phụ bây giờ cái hiện giờ là ngày làm Đức Bình Phú Sổ của miền Tây á, là cùng một người một. Đây, cái này lúc trước sư phụ có nói việc nghe cái này mà người thường không hiểu, cứ tưởng là khác người. Là khi ngày vô nước Việt, ngày đổi đầu thai 4 lần cho nước Việt. Long Sư Giảng Hóa Khoai nè, Phật Chùm nè, Đức Phật Thầy Tang là 5800 mấy nè, rồi tới 5400 mấy là thành Đức Quỳnh Phú Sổ nè. Cứ như là một người, tại cái xác của mình đâu có lâu đâu. Ừ. Cũng như mình đóng kịch đầu thì quá. Kéo màn thì mình đi đóng phim chỗ khác vậy đó. Thì ngài đã vô nước Việt là 4 lần. Ở bên nước Tàu là ngài đã nhiều lần rồi. Ừ. Đó. Còn Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài cũng là có một nhiệm vụ lo cho cái thời đại ngày hôm nay, là cũng đang ở bển như một vị Phật của nước Việt. Đức Phật Hoàng thì ngài cũng là sư phụ Kiệt, là ngài cũng đang coi cho nước Việt từ một cái đất nước hôm nay xáo trộn từ từ sẽ ổn định lại. Tất cả những vị này đều lo cho nước Việt. Cái này là ở dưới nước Thủy Cung Thánh Mẫu ở Phú Quốc á, có mấy cái miếu thờ. Hoàng Sa Trường Sa là do vị này đang nắm quyền, là bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, là tự vị này là con, người con thứ hai của Long Dương, là Ngũ Long Công Chúa đó, là con thứ hai Long Dương. Thì vị này rất là hiện hữu, thường xuyên lo cho nước Việt, cho nên ở Phú Quốc người ta cũng có mấy cái miếu thờ của Thủy Cung Thánh Mẫu.
thì có năm chị em, thì chị không nói tên được, nhưng mà ông không có, ông có năm người con. Như để bốn cục. Trời ơi trời. Nãy giờ nó chẳng quay gì cả. Oh my god. Không sao, lấy của Alan. Alan. Lấy của Alan. Lấy của Alan nha. Không để mốt chụp hình không? Đang để mốt chụp hình á. Cái này là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, là người con thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Trong 12 là người chị lớn nhất, là ngày xưa là trên Thượng Đế giao cả nước Việt cho Thánh Mẫu lo. Sau này đến lúc mà thời tận thế nè, trong mấy năm gần đây là phân nửa miền Bắc là Thánh Mẫu lo. Ở ngoài đó là thờ Tứ Phủ, là vị này lớn nhất. Rồi kế là ông Ngài Lê Dương Việt là lo miền Nam. Thánh Mẫu là tái sanh vô nước Việt 3 lần đó. Thời Tiền Lê, Hậu Lê gì đó, Phạm Tiên Nga đó. Thì tỷ tỷ rất là hiển hữu. Tất cả những gì này đều là lo cái vàng này nè. Thánh ở trên này lo cho nước Việt. Còn mấy chư Phật là như cao rồi, xa rồi. Còn bây giờ Phật Thánh Tiên dồn về nước mình hết. Ở nước Việt có nhiều cái đặc biệt lắm. Tại cái phong thủy nó cũng như cái long mạch á, bây giờ chuyển vô. Hồi xưa Ấn Độ Phật ra đời, đến khi qua bên Tàu, bây giờ vô nước Việt, Phật Di Lặc ra đời nước Việt. Nhớ nha, mình đi tìm nha. Chị nói là trên này có duyên đi tìm cái chị tới gia giới, mỗi lần đi thì báo trên này giữ bí mật cho, không nói ai đâu, chỉ có mấy ngàn người theo thôi. Ma sư tổ. Ủa, nhưng cái máy của Alan thì cái này đâu có nghe gì đâu rồi. Dạ. Như không. Mà nãy giờ nói cái này có nghe. Nghe dữ lắm. Em cắt, em sẽ cắt cái hồi đó anh Kỳ có nói trong cái đoạn kia, em sẽ cắt vô lại. Nhớ không? Cái này nghe rõ lắm anh. Cái này vẫn nghe rõ. Nghe được. Rồi. Cái này tổ tổ sư Bồ Đề là chùa nào cũng thờ á. Dạ. Nhưng mà ở chùa thờ tổ, không biết tổ ở đó không. Chứ tổ lúc nào tổ đang đứng đây nè. Thì cũng là sư phụ kìa, ngài cũng dạy việc nhiều lắm. Mà thường ở ngoài đời người ta không có hiểu, người ta nghĩ tổ mặc đồ đen, nhưng mà thường tổ về tổ chùm khăn trắng, đồ trắng. Là cái sự tích này đó là coi như Đức Sơ Tổ đó, hồi xưa đó, ngài độ tới cái bà Yên Chi đó. Khi bà Yên Chi đó là muốn giữ cũng như ngồi tổ, thành ra mua chuột ngài. Ngài biết là người không có chánh tâm nên giao cái chức tổ lại cho thần quan, nên ngài mới lấy một chiếc dài của ngài ra. Ngài quá cái thân của ngài, rồi bà Yên Chi dùng thuốc độc, thuốc cái này xài được chưa? Được. Dùng thuốc độc là thuốc ngài cho chết. Wow. Mới đem cái hài cốt của ngài đem xuống chôn. Ừ. Chôn làm cái mộ, rồi khi mà thần quan đến đó thì mới hỏi bà Yên Chi thì có gặp sư tổ không, thì bà Yên Chi nói sư tổ đã truyền y bát chân truyền lại cho tôi rồi đó. Thì thần quan tưởng thiệt, thần quan mới quỳ xuống để mà thọ ký, để cũng như là làm đệ tử để học. Mà thần quan hồi lúc đó là ngài là một vị cũng như pháp sư cũng như của nhà vua, nghĩa là coi như lớn nhất về Phật giáo mình. Rồi mà Yên Chi mới dẫn ra cái mộ, dẫn ra cái mộ nó đây nè, ngài mất còn cái hài cốt chôn ở đây. Thì coi như là ông thần quan ông không tin. Nói bây giờ phải khui mộ lên. Khui mộ lên thì chỉ có chiếc dài thôi. Là vì chiếc dài ngài quá thân cái chiếc dài. Nên ngài mới lấy cái bẻ cái cây. Ngài mang cái dài và bẻ cái lao liền xuống sông. Ngài đi trên cái cành lao qua một con sông, thì thần y phát hiện được cái trong cái mộ là cái chiếc dài, không phải là ông tổ. Thì thần y mới
ra mé sông đó, ổng cứ ổng cầu nguyện dưới lòng thành, ông tổ mới quay lại chiền pháp, coi như y bác chân chiền lại cho thần quan làm tổ sư. Ờ, hay quá. Tượng đẹp quá. Tượng này có một người tên là Nguyễn Minh Hiếu tặng. Thì tượng này mình nhớ tóm tắt thôi nha. Khi cái tượng này về núi lúc khoảng mùa mưa mà nặng như vậy nè, mà hồi xưa mình không có con đường này. Mình chỉ là đường đất với đường mòn thôi, làm sao lên được. Xe cẩu của khen của Mỹ nó không có chịu lên. Là ngồi khóc, mấy anh em ngồi khóc. Thì lúc đó năn nỉ tổ, tổ ơi tự bay lên giùm con đi. Mà từ dưới chân núi lên đây là 1000 feet, cái con đường mình lên đây đó. Mình lái xe nãy cũng là 4-5 phút đúng không? Mà một cái tượng nặng như vậy làm sao ấy được mấy chục ngàn pound. Xe truck Mỹ là nó bó tay, nó lai bưa ti này nọ, nó đâu có chịu lên. Hay quá. Bắt đầu mới ngồi tính thường mấy gì á, cả cái design cái núi này á là cũng do mấy vị trên điển xuống. Những lúc mà buồn quá đó, mình ngồi nhắm mắt thì mấy vị điển vô cái tâm là chỉ cho mình sáng lên cái ý kiến đó, là mới thành ra cái núi này. Thì cái tượng này cũng vậy, lúc đó tổ mới điển vô tâm kìa, à lấy hai chiếc phọt clip bự bỏ lên cái troller gân thằng cái ủi. Tại vì lên dốc thì nó sẽ slide ngược lại. Mình cứ cà nhích từ in vậy lên tới đây. Cái đoạn đó là lên khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nguyên cả đêm á. Rồi tới lên nằm đây, mưa ầm ầm, tổ nằm đây nè, cái đầu đẳng cái chân đây. Tổ ơi, là tổ làm ơn đứng dị giùm con. Thế giờ làm sao lên nổi, tới đây rồi không có xe cẩu lên sao lên. Vậy mà khi bắt đầu mới nghề tổ, thật sự cái tượng nó nặng, nhưng mà khi có cái thần lực của mấy vị, cái tượng tự nhiên mình làm mình không bị trở ngại hết. Nhìn lại chiếc xe polyp có 5.000 pound, mình dắt cái tượng lên mấy chục ngàn pound mà sao mà dỡ lên nổi vậy mà. Thì cái đó người ta giải thích đi. Nếu cái chứng minh đó thì chứng minh vậy đó. Chiếc polyp Mỹ nó chế có 5.000 pound. Yeah. Mà cái tượng này mấy chục ngàn pound mà làm sao mà lên được. Thì cuối cùng mình cũng lên được. Wow. Cho biết là cái loại gỗ gì mà màu đen vậy? Cây gọi này rất là cứng, cây của khi vô cảng hải quan ở Úc Linh nó đâu có vô được. Thị trưởng của Săn Phan á ký mới cho vô được, nó thuộc về kỳ quan của thế giới rồi. Cái này giống như bên Phi Châu đó. Phi Châu nó có những cái chủ cũ á, nó là một cá nhân, nó nằm mơ thấy 3 lần. Tổ nói cho nó, con là cá nhân, con không có nên để tổ trước cửa nhà, tại nó về nó cứ gãy đến cửa nhà. Rồi cái hai lần, lần thứ hai thứ ba, tại nó thích quá, tới tổ đầu mới cho nó một chân bay, cho nó bay về cái núi Thiên Long Sơn nè. Đến cái núi này lúc trước nó chưa biết cái núi này ở đâu nữa, là khi trong mơ nó kể gì nghe nha, là ở dưới này người ta đi giống như hội chợ vậy, mà không có vàng cỏ vàng gì, giống như cung vàng điện ngọc không, mà trong mỗi cổ vô vi chỗ này nó cũng như là giống như là tha New York vậy đó, đẹp lắm. Thì lúc đó nó mới cứ đi tìm, rồi lúc từ từ á, nó mới gặp được cái núi này. Thì tổ rất là có duyên ở chỗ này, tổ nói tổ muốn về Thiên Long Sơn để mà gieo duyên với nhiều người, chứ còn ở gia đình nó là tỷ phú mà để trước cửa nhà đâu được. Vào chứ không có duyên cũng không có giữ được. Thì nó có cái câu chuyện đó, thì nó tặng. Wow. Mà lúc mà bứng ra khỏi trước cửa nhà nó đó, khoảng 10 Mỹ, xe tải 18 bánh với mấy xe cẩu nhiều lắm, nó mướn gần 40.000 mà 2 đêm 2 ngày mà dỡ tổ lên không nổi. Rồi nó đục hết xi măng xung quanh rồi mà dỡ không nổi. Thì tối đó nó nằm mơ, mấy anh Mỹ cũng give up cái contract, dở lên không nổi. Thì nó nằm mơ, nó mới, tổ mới nói phải kêu Kiệt á, lên trển, khấn. Thì mới bưng, mới dở lên được. Cái nó sáng nó gọi điện thoại, thì bữa đó Kiệt nghỉ làm, Kiệt mới lên trên nhà đó. Thì tổ chỉ là cầm cái nhang với dẫn mấy anh Mỹ á, đi vòng vòng, 7 vòng. Khi Kiệt làm cái động tác đó rồi á, là trong vòng dở cái lên như chơi. Wow. À, nó có mấy cái câu chuyện rất là đặc biệt.
Mình nói cái này là ở bển mấy cái người chủ này người ta biết. Nó không phải là khi không đâu. Phải thằng Kiệt lên, thắng ngang đi 7 vòng, dẫn hết mấy thằng Mỹ đi theo, đổ mới lên được. À còn nếu không á, mấy thằng Mỹ nó cũng gãy đầu luôn. Cái cần cẩu của nó 40-50 ngàn phao, cả mấy 40 nghìn tấn à. Mà nó dở, cẩu mà bự á, dở không lên luôn. Tổ muốn đi là đi, muốn lên là lên vậy đó. Hay quá. Cho nên hiện giờ tổ đang đây nè. Anh quay cửa sắt trên cổ, trên cao lên có cái chiên nó đứng lên. Rồi rồi. Nó tao muốn về Thiên Long Sơn mà. Dạ. Yeah. Quá tuyệt vời. Yeah. Quá tuyệt vời. Chỗ này tiên, nhanh có gì nghĩ chứ. Tiên hứa là đẹp lắm, nhưng mà vô ra chỗ ồn màu riết thì đi xuống tiếp. Đâu phải tiên cái xuống là lên đâu chị, xuống còn xuống nữa. Em nhớ. Nhớ không? Nhớ. Có thể Dung nói là Dung nhớ giờ cái giấc mơ Dung nói bye bye đó phải không? Nhớ. Mong mù trong cái đó là em nhớ đâu từ chỗ này này mà em nhớ nó bay gì từ bên này núi qua bay từ núi lên kia kìa. Rồi vậy là có duyên chỗ này đó. Hồi nãy lại thấy đầu rồng. Bây giờ hồi nãy là thấy năm mây đầu rồng đây nè. Cái con này cũng có cái điển đó. Rồi có điển rồi đó mới thấy được. Hồi nãy cô thấy được con cá chép với cái đầu rồng. Mình thì người tâm linh có điển. Còn người ta kêu mình người điên. Chị có điên không là chị không còn biết. Chỉ là có lợi cho cộng đồng, có lợi nước Việt là được. Còn khi mà lên mạng mình nói nó có cả dạng người đủ trình độ để hiểu. Ai hiểu lúc nào tính lúc đó thôi. Ai hiểu cảm ơn, ai không hiểu cũng cảm ơn luôn. Không, nhưng thí dụ người mà hiểu thì tính ngay cái khúc hiểu thôi. Còn khúc không hiểu thì đừng nghe. Để cho cái người khác nghe, như mấy thầy hay là những người miền Tây người ta hiểu. Còn mình làm về cộng đồng Phật sự cộng đồng á thì hiểu khúc cộng đồng thôi. Cái giấc mơ của tổ giùm để con nói một cái giấc mơ của con. Đứng ngay chỗ bông này đó. Nói về như với lại nói Du nói về tại đại chúng. Em không biết nói sao mà ra lên lên chung chung đó là đâu? Đó là Du đang nói. Em nhớ là cái nếu mà theo đúng cái view đó em biết đâu cái khoảng đó thì em muốn cho cổ thấy là cũng nhận ra cái chỗ cổ đó trong giấc mơ đó. Nếu mà nhìn theo cái view là em đứng ở đứng khoảng đó em nhìn xuống cục đá là con mắt của con rùa á, cái đầu nó này là con rùa nè, cục đá có lõm tròn tròn ngay ngón tay kìa là mắt con rùa nguy. Anh chị nào quay nói cho ngọc, chị nào quay nói tại trên muốn cô này cô chia sẻ cái tâm linh á. Nhưng mà cô nên nói gì? Nói chứ, tại vì chị muốn cho thấy. Đứng đây, cần đứng không? Anh Kiệt đứng vô, cần đứng vô. Đặng chút xíu anh sẽ nói cái đó là cái gì, tại cô này cô chưa biết cái đó là cái gì nha. Hiểu không? Hey, one, two, action. Ngày hôm nay thì Jenny lên thăm Thiên Long Sơn lần thứ 2 thì nãy giờ nghe anh Kiệt rồi mọi người nói. Nhưng mà trong đoàn này lại có thêm một cô tiên đặc biệt lắm là cô này ở trước đây đó. Là cổ kể cho Jenny nghe trước rồi, cổ nói là cổ nằm mơ, cổ có một cái giấc mơ bay trong những cái đồi núi mà cổ không có nhận ra. Thì nãy giờ khi mà cổ mới tới ngành luôn không? Mới tới đây. Rồi sao? Lên tới đây tại Jenny cũng muốn thâu đó. Đi. Tại cái này nó nói về cái tâm linh đó, cô muốn cho người ta nghe về cái chuyện tâm linh ở đây để người ta tin vào cái chuyện đó. Cái thú vị ngày hôm nay Jenny với Alan đến đây ở Thiên Long Sơn, như nãy giờ chúng ta đi xung quanh để phỏng vấn anh Kiệt lại một lần nữa. Nhưng mà ngày hôm nay là có sự tham dự của cô News Anchor của đài SBTN. Thì cô này cổ cũng tâm linh lắm, cổ đòi đi theo đoàn Jenny là cũng vì cái tâm linh của cổ mà ra. Cổ có một giấc mơ, cổ thấy cổ bay. Cổ bay từ cái đồi này sang đồi nọ. Mà hiện giờ thì cổ chưa biết cái đồi sau lưng Jenny là đồi gì. Cổ chỉ nhận ra được rằng là cái cổ bay từ chỗ nào qua chỗ nào, rồi để cổ chia sẻ xong là cổ bay như thế nào, rồi sau đó anh Kiệt sẽ nói là chỗ đó là chỗ gì nhé. Tại bây giờ cổ chưa biết là cái núi đó là núi gì, cũng chưa biết núi đó là núi gì, đây là mới vô. Thành ra là một điều nữa là khi mà sáng cổ lên đây đó thì cổ là người duy nhất thấy cái đầu rồng, cái đám mây hình đầu rồng với lại hình cá chép. Thì có lẽ là cổ đã được Thiên Long Sơn này welcome bằng một cái điển nào đó. Thì bây giờ xin cổ hãy chia sẻ cùng mọi người. Thực tình mà nói thì em rất là bối rối. Tại vì từ trước đến giờ đó, khi mà những cái giấc mơ tâm linh đó em thường em chỉ chia sẻ với những cái người thân hoặc là những người mà có cái sự đồng cảm. Còn bây giờ mà thực sự để mà nói lên, để mà đưa ra thì em cũng rất là bối rối. Nhưng mà tại vì chị đã nói rồi thì em cũng xin nhắc lại là trước đây em mơ rất là nhiều những giấc mơ bay. Mà mỗi một giấc mơ nó khác nhau, mà những cái giấc mơ rất là hiện hữu, tức là mình nhớ hoài luôn. Cái cảm giác khi mà thức dậy nó giống như là mình mới bay xong vậy đó. Đôi lúc thì mình bay qua những cái cánh đồng, đôi lúc thì em thấy em đứng trên một con núi rất là cao, nhìn xuống giống như là bên Tây Tạng vậy đó chị. Rồi bước ra nhìn xuống cái thung lũng mênh mông ở dưới. Rồi có khi thì bay từ một cái đỉnh núi này qua đỉnh núi khác. Rồi có khi thì đứng ở trên mái nhà. Thì
những giấc mơ đó vô tình hồi nãy em ngồi đây thì em cũng không có nhận ra, chỉ biết là khi tới đây thì cái cảm giác nó rất là, mình biết là nó có những cái khí lành, khí thiên. Rồi khi em đang ngồi đây thì vô tình nghe anh Kiệt anh nói về những cái giấc mơ, về khi mà sự linh thiêng của đưa Phật tổ Đạt Ma lên trên. Rồi cái tự nhiên em nhìn ra kia, em hổ, cái này giống y chang giấc mơ của em. Rồi em mới nhớ lại cái view là mình đứng ở đâu, cái khoảng ở trên này này. Xong rồi cái em nhìn xuống đó, mà trong giấc mơ đó đó là có một người đồng hành bên cạnh em, nhưng mà em không biết rõ người đó là ai, em không thấy người đó là ai, nhưng biết là có một người, em không biết người đó, nhưng mà em biết là có một người, mình giống là mình đang giao tiếp với người ta, là mình cùng nhau bay qua bên đó đi, đại khái vậy đó. Thì là cái từ cái khoảng này, nếu mà theo đúng cái view, cái tầm nhìn đó, là từ cái ngọn núi này này, em bay qua cái ngọn núi bên kia thì nhìn xuống y chang nó có những cái cánh đồng, mà không có, không được nhiều nhà cửa như vậy. Lúc đó là còn những cái cánh đồng ít nhà cửa thôi trong giấc mơ của em đó, còn bây giờ thì cũng là một cái độ thấp, độ cao y chang như vậy đó, bên kia núi như vậy đó, nhưng mà bên dưới là cái cánh đồng ít nhà cửa hơn. Thì nhận cái này ra mừng quá, nói mà em nổi trong gà, em bối rối. Chị tin là tại vì em có kể trước sao, em không biết tại sao. Anh Kiệt có thể cho cổ biết là sau lưng chúng ta là cái gì mà cổ nói là cổ không biết nha, hiện giờ là cổ chưa biết sau lưng đây là mình đầu tiên em được lên đó tới là đây. Rất là linh thiêng, có những người mà ấy lên là khóc à. Nhiều ca sĩ, nhiều người lên đó, cái điển trên đó chúc mình muốn lên thì mình lên chỗ đó phải rất là mộng nhiệm tiền mẫu, điện của mẹ đất, rất là mẹ của chúng mình hết. Giờ mình nói ra kêu thì chứng minh, thì bữa nay thì chứng minh luôn. Hồi sáng đó là thấy mưa 100%. Đúng rồi. Chỉ đổ đường lên đây thấy tội quá. Nghe nói mấy vị có cách nào mà trễ lợi không? Thì hiện giờ mình đang đứng nãy giờ chưa thấy mưa. Đúng rồi. Cho nên là thấy là cho nên cái đó có bữa nay đó. Chứ giờ thời tiết nó thấy là xong rồi. 100% mưa, mà giờ mình đứng đây giờ còn nắng nè. Nó thì đó là ngay lúc này nó có. Thấy chưa? Thì thấy cho chậm lại. Dạ. Có sáng ngày sinh này. Rồi Alan. Đó là mưa. Rồi đầu tiên giới thiệu bằng tiếng Anh. Em kịp chứng một cái. Giờ lên trên lên đó đi. Lên trên đó quay. Lên, em sẽ quay để Alan nói tiếng Anh cái đoạn này, tại cái đoạn này nó quan trọng. This is a miracle because this is the first time that our beautiful friend Thu Hang came here for the first time to Thiên Long Sơn. And before she came here, she had many dreams about this place. She had a dream about her flying like a fairy. She would fly from this angle to that angle to see different views. And you know, first time when she came here, she feel the tranquility of the place, the calm and quiet of the place. But then when she rests on the other place to take a look at the surrounding again, and then it shocked her because this is what she'd been seeing in her dream. Yes. Yeah. And you know, some of the mountainside, for example, the mountain view site is very similar to what she's seen in her dream, but it doesn't have a lot of the houses like we see now, but a surrounding, a lot of greenery, a lot of lake and beautiful scenery, very similar to the one that she dreamed. And so we asked the founder, Ankit, what kind of spiritual awakening that she experienced, and he said that behind here we see here, this is the house of Mother Earth. Mother Earth is the one that founded the earth. And it's very spiritual. If you get a chance to go up there, you will experience a certain spiritual awakening up there when you go actually walk up there. And right here at that peak right there is the turtle head. It's a turtle head right there. If you can zoom into that. And surrounding us is a lot of beautiful cherry trees. And amazingly enough, this is a beautiful place. And it's only 1% done. So wait until the board of directors will guide us through God's appointment to change all the different places here to make a wonder. This place will be maybe one of the wonders of the world. So can't wait to see that. Mỗi lần em làm gì làm xin.